tôi ghi bài 1 xung cục. Bài 1. À, mình học về thực tế thì mình sẽ đi vào những cái gì nó gần nhất, chứ không đi lan giải. Lan giải là không giải quyết được gì cả. Thì sẽ đi vào dụng cụ, phần dụng cụ trước, xong sẽ đến các phần bài chi tiết, ví dụ là điều hòa, tủ lạnh, máy giặt. Thì trước tiên mình biết cái phải biết dụng cụ sửa máy, biết dụng cụ trên đấy mình cần những cái gì. Thì như hôm nọ anh đã nói rồi, cái dụng cụ này thì sau này hiểu thuộc cái gì cần mua thì sẽ mua ngay, cái gì chưa cần mua thì mình sẽ để lại, không cần phải vội, vì những cái đấy là nó cũng cái gì cần thiết thì mình sẽ sắm để phục vụ công việc hàng ngày, cũng là công việc của em. Mấy hai cái đấy để sắm thì em tự bảo quản và tránh mất mát, hay là nó rơi vỡ hỏng hóc thì của dụng cụ của anh thì bảo quản, chứ không đến lúc này anh như sao của em mất đồ ở cái gì. Tất cả ở đây đồ dùng cá nhân mọi người phải tự bảo quản, vì nhà mình thì nó là môn là gì, mọi người cũng ok thôi, không có mất mát, không có làm nhằn cả, nhưng tất cả lại đồ đạc đầy đều phải tự bỏ dụng cụ mình làm xong rồi sạch sẽ gọn gàng để gọn vào phòng. Thì một cặp đồ ví ở đâu đi, cặp đồ anh sẽ đi đến cái nào anh sẽ giải thích luôn từng cái một, tức là dụng cụ cái gì thì anh sẽ giải thích cái đấy luôn để em nắm được, và cái gì em chưa hiểu thì em sẽ hỏi lại, và cái gì chưa biết thì lúc đó sẽ ra cặp đồ để xem cái đấy nó cái gì. Ví dụ T8, T10 nó là cái gì thì lúc đấy thì em sẽ chưa biết thì sẽ ra cặp đồ trên cả trong cặp nó sẽ có đầy đủ để em xem thực tế nó là cái gì. Đó. Hai đồng hồ đo điện. Đồng hồ đo điện hay gọi đồng hồ Amekim. Cái đồng hồ đo điện thì đồng hồ trước mặt của em đang cầm. Đấy, hai cái đồng hồ bên cạnh cái đồng hồ, đây là cái đồng hồ anh giải thích trước, nhìn đồng hồ đấy, cầm cái đồng hồ lên để anh giải thích trước. Bây giờ chỉ cần giải thích thôi, nhìn và nghe, không cần ghi sau. Đấy, cái thang đầu tiên là thang LCV. Thang LCV là thang đo điện cảm ứng. Cảm ứng là gì? Tức là cảm ứng khi mình đo cái đường điện này có điện hay không. Đấy, mình muốn đo thì mình sẽ xoay lên. Đây nó có điện này, nó có điện này, từ đây đây nó sẽ kêu, tức là nó cảm ứng, như cái cảm ứng này không mang mục đích là nó sẽ là có đủ điện hay không, đô là có sẵn để chạy qua, tức là cái dây này có dây điện rất là ví dụ có thể là nó bị đứt một dây nhưng nó vẫn kêu, đứt dây một dây mát chẳng hạn thì nó vẫn kêu, vì nó sẽ có mát lửa thì nó vẫn kêu. Đây điện lên đây, đây điện lên đây, bên này không có điện, đây có điện. Đây có điện này, đây cũng có điện này, tức là nó cảm ứng điện. Nó cảm ứng, nếu mà rút này ra ngay không biết gì nữa, đúng không? Ok luôn, cắm vào, ok chưa? Tức là đây là cái thang mà mình đo phải cảm ứng dòng điện. Thế thì cảm ứng dòng điện thì nó chỉ là cảm ứng, chứ không phải là cái đấy, nó không phải là cái mà đo được.